Sari again. Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ thức đèn sáng ở Seoul. Và như mọi người có thể thấy thì mình đang ở đối diện Namsan. Mình đang ở công viên sông Hàn. Ở bên này thì bất kỳ cái công viên nào mà ở cạnh sông Hàn thì đều gọi là bất kỳ cái chỗ nào mà ở cạnh sông Hàn thì đều gọi là công viên sông Hàn hết. Hàn Gang Hồng Quân. Hôm nay mình đang ở Banpo Hàn Gang Hồng Quân, công viên sông Hàn Banpo. Ở đây là cái cầu Banpo này. Và đến lát nữa thì cái cầu này sẽ phun nước, có kiểu biểu diễn phun nước vào mùa hè á, rất đẹp. Cả ngày hôm nay thì Seoul rất là âm u, nhưng bây giờ nắng mọi người ạ. Thật lạ là thời tiết bên này báo là 7 giờ tối nắng. Và bây giờ nắng nè, đẹp nè. Cả ngày hôm nay âm u xong rồi mình cứ tưởng là nó sẽ rất là chán chán, buồn buồn. Nên bây giờ thời tiết lại đẹp rồi, lại tuyệt rồi. Đấy, mọi người thấy chỗ này người ta cũng đi chơi, người ta cũng đạp xe rất nhiều á. Mình sẽ ở đây và ăn uống và xem cái cảnh đó. Bật mí với mọi người là hôm nay mình sẽ không ngủ, bởi vì là video thức đến sáng. Mình sẽ rất nhiều hoạt động thú vị nên mọi người nhớ xem đến cuối video nhé. Đây là lần đầu tiên mình đến chỗ này. À không, không phải là lần đầu tiên mình đến. Mình đi qua nhiều lần rồi nhưng mà đây là lần đầu tiên mình đi xuống chỗ này mình chơi. Mình đi chỗ khác mày ơi, tao không chịu được. Đây, mọi người nhìn này, sông Hàn đó. Siêu đẹp, kia là Namsan. Đấy, lát nữa thì thằng này sẽ phụt nước. Mọi người thấy cái dàn đấy không? Đó. Đồng hành cùng mình hôm nay sẽ là người bạn còn lại duy nhất ở Hàn Quốc. À không, cho người bạn sẽ về Việt Nam còn lại duy nhất trong đợt này. Bây giờ là hai đứa bị bỏ lại ở Seoul và bọn mình phải kiếm gì đó để đốt thời gian. Bọn mình có quá nhiều thời gian nên là quyết định là sẽ thức nguyên đêm ở Seoul. Không về nhà, bây giờ sẽ đi chơi nhiều hoạt động. Bây giờ thì vẫn chưa tối mọi người ạ. Mấy giờ rồi nhỉ? 7:30 thì ở đây mới bắt đầu. 6:30 rồi. Và vẫn rất nắng. Mình mới đi cái công viên Yoido, đảo Yoi, mà mình thấy có vẻ nó lively hơn chỗ này. Ý là về các cái hoạt động kiểu đồ ăn rồi vui chơi, đồ ăn các thứ thì ở đây nhiều hơn ở đây. Nhưng ở đây buổi tối thì đến hè sẽ có cái phun nước này này, thì nó sẽ đặc sắc hơn. Mọi người ơi, có chó. Ăn nhon. Hello. Chó chắc nói tiếng Hàn ha. Yeah, ăn nhon. Mùa hế. Mùa hế. Người đây cảm thấy năng động quá. Sau mấy ngày bọn mình chỉ ở nhà chơi và làm việc và nói chung là just stay in, không làm gì cả. Thì ra ngoài thật là năng động. Mình đã sit down, đã ngồi xuống. Tại vì hình như là hơi quá sớm để mà thức đến sáng. Để mình đặt mọi người xuống dưới này nhé. Anh nhìn lên này như đi biển ấy. Hả? Nhìn lên này như đi biển ấy. Và mình sẽ ngồi đây hóng gió và gọi đồ ăn. Bây giờ mới có 6:34 thôi. Và chắc đặt đồ ăn thêm một tiếng ấy nhỉ. Tất nhiên đây sẽ không phải là bữa ăn duy nhất. Chắc chắn rồi. Hôm qua Seoul rất là mưa, siêu mưa luôn, mưa y hệt ở Hà Nội. Mưa bão, cảnh báo nguy hiểm nên là cũng may là bọn mình đã đổi. À để mình kể với mọi người tình trạng hiện tại của mình nhá. Đấy là tài khoản giao đồ ăn của mình đã đạt đến hạng cao nhất. Không còn hạng nào để mình lên nữa tại vì mình gọi đồ quá nhiều. Mọi người thấy dữ chưa? Mọi người ơi, trời đẹp quá. Mình vẫn đang trong thời gian mới, đang trong thời gian mới mổ mắt nên là không được tiếp xúc với ánh sáng, ánh nắng trực tiếp. Nhưng mọi người ơi, nói nhỏ là chú này hát đây nãy giờ ấy. Ý là mình cũng cộng cho chú 10 điểm là cái sự cố gắng, tự tin. Nhưng mà ý là không hay thế. Nhà phía bên ngại. Xin lỗi chú.
Ở đây còn có cả đi du thuyền đấy mọi người. Đi du thuyền không? Ngồi đây cái chỗ đằng người ta bến này. Ở đây người ta trượt ván nhiều, với cả là người ta dắt chó, dắt thú cưng đi dạo nhiều. Mình đã order đồ ăn rồi và khoảng 20-25 phút nữa nó tới. Bây giờ xong không đấy? Mình sẽ đi view. Có khi ra rồi. Sao nghiêm điện thoại với shipper. Mọi người ơi, nó to lắm ấy. Kiểu to. Ồ, ta cảm thấy gọi size L là hơi nhiều quá ấy. Mình làm mỗi người 4 miếng. Ừ, nhưng mà vì nào cũng có. Wow. Đêm ăn bớt nữa mà. Thế có nên để xuống dưới đất không? Ừ, thấy hay để đây. Mình rất mong là video này sẽ không bị dính bản quyền. Tại vì K-pop mà. Bình thường người ta ăn ở đây, người ta ăn những cái món mà cầm cầm được ấy. Bọn mình gọi rất là cồng kềnh ấy. Cầm. May là ta mang giấy rồi nha mày. Ta mang giấy khô. Ta mang giấy ướt. Được ấy. Ê, phải chụp lại để review cho người ta. Đây, bọn mình được tặng cái này free mọi người ạ. Tại vì bên Hàn hay có mấy cái mà chương trình mà hứa là review xong rồi để tặng, người ta tặng á. Đây là lần đầu tiên mà mình ăn pizza ở Hàn. Mình nghĩ là lát nữa thì nó sẽ đẹp hơn. Tại vì lát nữa thì sẽ có cái đèn ở chân cầu bật ấy. Chứ bây giờ trời vẫn chưa tối nên là người ta chưa bật. Ôi, đế giày nha. No nha. Mình vừa mở cái hộp pickle xong rồi nó bắn nó phát thẳng. Oh my god. Bắn hết pizza rồi. Xin lỗi vì sự bày hầy này. Mời mọi người ăn pizza cùng với xem nhạc nước. Nghĩa từ rồi. Lúc ấy mình nói chuyện với cả cái anh shipper ấy, xong rồi mình bảo là mùi không trùng. Biểu diễn nước. Từ mì nhá. Mì ý. Nó có đổ ra không nhờ? Mì ý á, nhiều phô mai. Nhưng mà hình như mỗi phô mai với. Em buồn cười lắm thế mọi người. Lúc ấy mình không thể định vị được cái anh shipper đâu cả. Và mình không giỏi tiếng Hàn đến mức mà mình có thể mô tả được ấy. Thế là chúng tôi tắc. Cứ gọi điện thôi mà mình nghe bập bõm ấy. Câu được câu không. Thế là mình cũng không biết diễn tả chỗ mình đang ở nào. Xong kiểu anh shipper bảo là: "Ô, thế đang nghe thấy nhạc BTS đúng không?" Đang nghe thấy đúng không? Thế là xong rồi. Tự nhiên cái thấy ông đi vụt qua mặt mình. Ôi, mì trông cũng... Ta trộn hết lên rồi đấy. Mình thấy là ở chỗ này bọn mình là ăn bầy hầy nhất á. Chịu nguyên cái chỗ này. Mỗi lần biểu diễn, người ta biểu diễn khoảng bao nhiêu lâu nhỉ? 30 phút. Xong rồi... 30-20. Sau đấy người ta sẽ... nghỉ khoảng 20-30 phút. Xong rồi biểu diễn tiếp mọi người ạ. Hình như thế này cho đến 9:30-10 giờ thì phải. Thế bọn mình hơi sai lầm khi mà mua size L ăn 2 người. Ăn 2 miếng thì nó... Trời, mọi người nhìn kìa, họ đang phóng cano, phóng thuyền ở trên sông Hàn. Nghỉ hè ở sông Hàn sao? Trông cũng mát mẻ đồ đó. Kia là tháp Nam San nó lên đèn nha. Lên rồi mà. Không rõ lắm nhỉ. Mọi người ơi, mình vẫn chưa tin được đây là thực tại của chúng tôi. Dream comes true. Nếu mọi người đến Hàn Quốc thì mình rất là... Nếu còn mọi người đến đây thử nha. Ban Po, Han Gang, Cùng Quân. Mọi người cũng ra đây rất là nhiều. Ra đây... Bây giờ càng ngày càng đông hơn nữa. Đông khách du lịch hơn đó. Mình ăn pizza dứa. Cái rất là tranh cãi.
Nhiều người thì thích dứa trên pizza, nhiều người thì không. Mình thì thích. Mọi người ơi, bây giờ còn mấy phút nữa là sẽ đến rồi, 8:30. 8:30. Nào, để xem lần này đã khác chưa. Hơi có màu rồi. Tại vì tối nên nó nổi hơn. Wow, night timing. Oh gosh. Chúng ta cùng đến với chuyên mục đi bộ dưới cầu. Lát nữa mấy cái phun nước nó sẽ phun ở đây. Yeah. Ôi, trông kiểu đi biển dữ dội. Ôi, có khi chụp chỗ ai đẹp lắm mày. Ở đây mới nhìn thấy màu. Wow. Đẹp quá mọi người ơi. Sao không quay lại mày quay lại tao. Ê, chụp ảnh đi mày. Ê, nhưng mà không biết chụp bên nào cho đẹp. Tao nghĩ phải chụp đoạn dưới kia đẹp hơn. I love. Thôi để đây sợ. Không được. Mà để đây sợ rơi. Mày ơi, rơi xuống đây không được đâu. Gió quá nhưng mà rất đẹp. Thật là chill mọi người ạ. Bên này còn có cả hàng đi xe đạp riêng nên là mọi người có thể đến đây đạp xe nhá. Ôi, scooter. Thích quá mọi người ơi. Trải nghiệm khách du lịch. Chắc đây sẽ là cái cầu sông Hàn mà đặc sắc nhất ở Seoul. Mình thấy hầu như là mọi người tới đây cũng chỉ để ngắm cái cảnh này thôi. Wow, đẹp dữ dội. Bây giờ bọn mình sẽ đi sang cái đảo ở đây để đi tìm nhà vệ sinh. Tìm nhà vệ sinh nha. Mọi người thấy không? Trông thật là mát mẻ mùa hè. Đấy, mọi người nghe tiếng nhạc không? Mong là người ta cho đi vệ sinh free. Bây giờ là gần 10 giờ tối và bọn mình đang tiếp tục đi vô định. Không có phương hướng, không biết đi đâu. Đi dạo, chơi. Nên mọi người nhìn lại, đây là những cái tòa chung cư mà có những căn penthouse ấy. Mình cũng mong là sau này mình ở một căn như vậy. Nói chung là khu này nó là kiểu dạng huyết mạch giao thông ấy. Nên là rất là đường rất là đông. Đấy, bây giờ mà mình phải làm gì tiếp mà comment cho mình biết nha. Comment gợi ý nha. Mình không biết là bây giờ về đấy làm gì. Có thể là bọn mình sẽ thuê thảm để tiếp tục ngồi ngắm sông Hàn. Mặc dù bọn mình đã vừa mới ngắm được 3 tiếng. À đúng rồi, mình vẫn chưa làm xong video mọi người ạ. Nên là chắc là mình sẽ ra để làm. Xong rồi có gì làm tiếp thì mình sẽ update cho mọi người. Bây giờ thì đi ra chỗ trạm bus để đi bus ra Yoido Hangang Kungwon. Bây giờ bọn mình sẽ đi lên này để đi hát karaoke. Bọn mình đã có một chút thay đổi trong lịch trình, chưa ra Yoido vội. Bây giờ bọn mình sẽ đi lên, mình sẽ đi hát trước, đi hát cho vui một tí. Trời mọi người ơi, mình vừa mất file. Mất file rồi, mất cái file ngồi chơi bập bênh nãy giờ rồi. Ôi mẹ ơi, người ta đang ôm nhau ấy. Mày ơi. Mồi. Sao không đi lối cầu? Sao không đi lối cầu thang ở đây hả mày? Sao xúc kê? Ôi, hai bạn học sinh mầm non. Hai bạn nằm ra đây là nó biết cái câu chuyện luôn đấy. Không đáng. Hay là mình trượt cứ trượt, cái tay ôm nhau cứ ôm thôi. Có thấy đâu. Bây giờ mình sẽ chơi xích đu tiếp.
Chúng tôi là hai imposter. Ôi mình vẫn tiếc cái file vừa bị mất mọi người ơi. Rất là nhiều thứ hay ho, nhiều câu chuyện mà mọi người không biết được. Bọn mình đã định đi hát nhưng mà bị cái này distract. Quên mất là mình đang đi tìm Noreba luôn ấy. Chắc trước khi đi tìm Noreba phải uống cái gì đã. Nhìn đó. Ôi. Mày nhìn đứng sau. Mày ngửa phát ra đi. Ngửa đi. Ngửa đi, ngửa cho mà nhìn. Không, ngửa hẳn ra mà nhìn đấy. Ồ. Ngửa hẳn xuống. Không, em mày cứ thả đầu ra đi, nó không ấy đâu. Sao mà mày nhìn cái cặp đằng sau ấy. Và cái đấy người ta mới không biết thôi. Đấy, bọn mình sẽ chinh phục lại cái này. Cái này mình sẽ coi như là mình chưa trượt xuống. Coi như là mình chưa trượt xuống đi. Sao này? Không bước được. Đấy, bây giờ bọn mình sẽ leo lên trên tít trên này nha. Nãy giờ mình cứ tưởng mình quay nhưng mà thì ra là mình không. Đây nhá, mình ở trên này đấy nhá mọi người ơi. Mình diễn lại tất cả những cái gì mình vừa làm ấy. Bây giờ đi xuống cái mà mình cũng biết là nó là gì rồi. Ý. Không biết mọi người, không biết qua đây mọi người nhìn thấy gì không nhỉ? Cái thật. Về từ từ ta xuống đã. Ta thu chân vào ấy. Buồn cười quá. Ta không cần nào ta xuống ổn định nữa. Mệt rồi mọi người ạ. Mình nghĩ là bọn mình nên đi. Mình đang ở một khu chung cư nào đấy, mình cũng không biết là ở đâu nữa. Nhưng mà tại vì bây giờ đêm rồi nên là cũng chả có ai. Đây để cho mọi người xem lại. Cho mọi người xem lại cái chỗ mà mình vừa ngồi hôm nãy, cái chỗ mà bị mất file ấy. Đây này, nó đây. Mình ngồi đây chơi, bọn mình bảo đây là nhà của mình. Rồi, đến lúc đi rồi đấy. Tôi tự nhiên mỏi quá, thôi nghỉ đi. Đây, mình sẽ quay lại đúng cái đoạn lúc đấy. Chưa gì thì hết. Hết sức cho cả buổi tối. Mình còn liệu có nên dừng lại ngay tại đây. Không mang nước rồi mày ơi. Cái gì thế hả mày? Đi thôi. Bây giờ sẽ đi tìm cửa hàng tiện lợi. Đây, có quá nhiều lựa chọn là bọn mình đang không biết chọn cái gì. Nếu không thì gọi cái uống cái này cũng được. Bita 500. Rồi, cho cái này đi. Bây giờ có nước rồi, chúng tôi phải bổ sung nước ngay. Nè. Là chúng tôi uống. Ui, nhìn nó không tốt cho sức khỏe vậy. Chắc là ngọt ngọt. Nóng quá. Xin phép uống trước ạ. Chết rồi, máy bắt đầu hết pin rồi. Thôi bây giờ bọn mình sẽ uống xong rồi lát nữa bọn mình sẽ update tiếp cho mọi người nha. Mồ hôi lại chảy đầm đìa rồi. Bọn mình quá là buồn ngủ. Chú bảo vệ thấy mình lăn từ bên kia qua bên này. Thôi, ê chú đang nhìn mình thật đấy. Bọn mình đã quá là mệt mỏi. Bây giờ mới có. Bây giờ là 11:41 rồi nha. Và mình đang ngồi ở một cái sảnh chung cư. Và mình đi mua nước. Uống mất hết. Hết phải tầm 1 lít. Thấy đấy, trông nó không ổn lắm. Bọn mình đang đi tìm Noreba. Ui. Cái gì đây? Thế tao nghĩ không nên vào đây mẹ. Đây không phải ở chỗ đấy. Em sợ thế, em nhìn sợ. Đây chỗ mới này mà. Chạy đi. Không phải chỗ này, mình nhầm chỗ rồi. Bây giờ mình đang ở ngoài đường và sẽ tiếp tục đi tìm chỗ hát.
Ở cái khu này nó cứ khác cái khu sinh viên bọn mình. Ở bên này yên tĩnh. Ôi, nhưng mà kiểu nó yên tĩnh một cách đáng sợ ý. Không phải ý. Ừ, nhưng mà nó chỉ làm việc đến 24 giờ thôi. Ừ. Rồi. Rồi. Nó báo trên app là chuẩn bị đóng cửa. Là không thật sự. Thế là tất cả chung Morebang là đều không qua đêm á? Không, hình như do mấy cái ở đây thôi. Kế hoạch bắt đầu sập dần. Buồn ngủ quá. Buồn ngủ quá. Bây giờ bọn mình đã không thể kiếm được một cái karaoke nào hoạt động, nên là bọn mình sẽ đi thẳng đến Joyedo Hangangong Quân. Và bọn mình sẽ phải đi 1 tiếng 41 phút bằng xe buýt. Đấy, thế là bây giờ bọn mình sẽ đi bus, đi hai cái bus nha, để đến với Joyedo Hangangong Quân. Bọn mình đã ra đến rồi và bây giờ là 12 giờ rưỡi. Wow. Bây giờ 12 giờ rưỡi ở Miêng Đông, Seoul. Bây giờ bọn mình cũng hơi mỏi đấy. Thật ra đi buổi tối này thì cái số lượng xe bus mà có thể được đi rất thấp, cho mình phải đi đợi khá lâu ấy. Đây là lần đầu tiên mình đến với Miêng Đông vào đêm mọi người ạ. Thật sự là vắng tanh. Vắng tanh. Lần đầu đến Miêng Đông vào đêm. Hôm nay đi chơi quá đã. Mỏi quá. Chắc đây là số hôm nay tờ mà mình thiếu năng lượng nhất. Ôi, mình đã tới. Ôi, đường vắng tanh luôn mà. Ôi, đường vắng tanh luôn ý, không có một bóng người. À không, vẫn có. Nhưng mà ý là... Đấy, dã man chưa? Bây giờ là 1:36 ở Hàn và đây là Joyedo. Đây là Joyedo mọi người. Rất ít người. Trời ơi. Cảm thấy toàn bộ cung đường này là của mình. Nên là yeah, let's go. Bây giờ chúng ta sẽ đi ra Hangangong Quân. Let's go. Bọn mình đã tới công viên Joyedo Hangangong Quân. Đảo công viên Hangang đảo Joy. Lần trước bọn mình đi thì là mùa hoa anh đào, với cả là nó bị đông quá mức ấy. Nhìn đâu cũng thấy người hôm nay. We have this place for our own. Bọn mình đã come back với sông Hàn, công viên Joyedo. Rất đẹp và ít người. Đã rất là lâu rồi mình mới quay lại đây, kể từ hồi tháng 3, tháng 4 gì đấy. Bình thường thì ở quanh đây sẽ có những cái xe đồ ăn với cả cái chỗ mà để người ta cho mình thuê bạt, rồi thuê chăn, thuê bàn các thứ đấy. Nhưng mà bây giờ thì vào cái giờ này không có ai ra đây picnic hết. Đây mọi người nhìn này. Bình thường là chỗ này sẽ kiểu fill đầy với người. Ôi nhìn kìa, bên cái chỗ bên kia cái chỗ mình picnic đấy. Đấy, tối um. Trời ơi, mọi người ơi, cái 7-Eleven ở đây là đóng cửa. Và cái Lợi ở trên thuyền là đóng cửa. Và mình sẽ không thể ăn ở đây được, nên là bây giờ sẽ đi ra chỗ đằng kia nhé. Nhưng mát ghê ha. Để mình kể cho mọi người nhá. Chỗ này chính là nơi đã cướp đi, đã làm hỏng cái máy của mình. Không, ý là lỗi thì nó là ở người, nhưng mà đây là cái nơi là mình rơi cái máy đang quay luôn á. Xong rồi nó bị hỏng rất là nặng, thế là mình phải gửi nó đi sửa ở trung tâm bảo hành. Mình mất hơn 3 triệu Việt Nam đồng để sửa nó. Quá là khủng khiếp. Mình nhớ là nó rơi đoạn kia cơ. Đấy, cái đoạn dưới đấy đấy là cái đoạn rơi ấy. Bọn mình đã tới được với cửa hàng tiện lợi xe cảnh sát kìa. Mình đã tới được với cửa hàng tiện lợi và bây giờ thì bọn mình sẽ đi mua đồ ăn 7-Eleven. Ê, sao trông như đi bắt cái gì đấy? Ô, rất nhiều cảnh sát đấy, trông như đi bắt cái gì mọi người ơi. Mình nên mua gì à mọi người? Bây giờ chúng ta sẽ ăn tối. Và... mình thích cái mì này, tại vì nó không quay. Chị Sun Han là không cay nha. Và thêm một chapati.
Bây giờ qua đến quầy bên này để chọn đồ ăn kèm. Xong rồi tao nghĩ là đây có cái chả cá này. ₹4.500. Ok, thế chốt. Bây giờ ra nấu nha. Ok, bọn mình sẽ mua thêm một chai Milk Kiss soda sữa nha. Mình cũng không nhớ vị như nào mà mình uống rồi nha. À thôi, cứ mua lại lần nữa uống xem. Mọi người nói thật là trong này á, đồ bị đắt hơn, overpriced. Cái gì cũng đắt hơn ở bên ngoài á. Nên nếu mọi người có thể thì hãy mua bên ngoài đi. Trừ cái gì đó. Mọi người tình hình là rất là đáng sợ là bọn mình. Đây mọi người thấy, nhìn thấy hai cái xe cảnh sát ở đây này. Đúng chỗ này luôn. Lúc ấy mà mình tưởng là chú vào đây mua cái gì. Nhưng mà không phải. Ừ, người ta chạy hớt hải ra đằng sau này. Và mọi người biết đằng sau này là ai không? Là một cái bà mà lúc nãy mới hỏi chuyện bọn mình. Và kiểu bốn người chạy ra để chạy ra chỗ một người ấy, làm mình hơi bị nổi da gà đây nổi ấy. Ý là lúc mà mình nhìn, lúc mà mình mới gặp bà ấy hỏi mình, thì tại vì thật ra là nếu mà mình gặp ai mà vào buổi đêm kiểu này ấy, thì mình cũng khá là cautious, mình khá là cẩn thận với người ta. Ý là mình khá là nhìn cái ánh mắt nhìn trông bà ấy cứ không đàng hoàng thế nào ấy. Xong rồi bây giờ họ vẫn đang ngồi đằng kia kìa, mình thấy kiểu ngồi với nhau ấy. Bây giờ mình không dám ra đằng đấy mọi người ạ. Ôi, lần đầu tiên mình gặp cái trường hợp này ấy. Mà tại vì mình hơi sợ là vì lúc nãy bọn mình cũng có nói chuyện qua lại với họ ấy. Mọi người ở Hàn đi đêm mà cảnh giác nha. Đây là đi hai người là còn đỡ nhá. Đây, bây giờ bọn mình sẽ ra nấu mì. Đây, bây giờ mình sẽ nấu nhé. Mình nghĩ là cái mì đen này thì sẽ cho vắt mì với cái gói rau, xong rồi nấu, xong rồi đổ nước ra, xong rồi đổ lại là xong rồi mình cho gói gia vị vào ấy. Sau một lần mình đã nấu thành mì đen nước rồi. Bây giờ the moment of truth, we'll make it or not, who knows. giờ không biết dùng nha mọi người. Ừ, cho là cái xong. Ủa? Hình như cứ còn có một nút thôi á. Đấy, chắc thế. À, thế mày cứ quay YouTube, tao quay. Rồi, bây giờ bọn mình đã trông cũng ok rồi đấy nhỉ, kiểu ăn được rồi ấy. Thì đó, cái này mình sẽ phải đổ nước đi. Còn cái này thì sẽ ăn nước luôn. Đấy, bây giờ mình sẽ prep cho mọi người xem nhé. Đây là chả cá tôm này, tôm nhá. Mình bóc cái này ra, bóc cái đầu. Khi mà quay mấy cái này thì mọi người nhớ bóc cái đầu, tại không nó sẽ bị phồng cái vỏ. Kinh nghiệm của một người ăn càng tiện lợi quá nhiều. Giờ mình sẽ vứt vô. Ô, xong rồi này. Bây giờ mì này xong rồi nè, thì cái này bỏ mình. Cái này thì mình sẽ đổ nước. Dầu ô liu nha, dầu ô liu và bột. Bình thường tao thấy mọi người hay nói là cái mì đen bị đắng ấy, tao thấy bình thường này. Không, chắc nó đậu. Tỉnh liền, đang buồn ngủ mà. Với cả vừa gặp cái chuyện vừa rồi ấy, mọi người, nên là tỉnh liền. Ôi, bọn mình kiểu tái mét mặt. Lúc mình vào mình nhìn thấy yeah, bọn mình cũng hóng hớt thôi á mọi người. Bọn mình thấy cảnh sát chạy mà bọn mình cũng hóng hớt đã. Ai ngờ ra lại gặp cái người mà bọn mình vừa mới nói chuyện xong ấy, kiểu xịt keo liền. Bình thường thì như mọi người không quay thanh cua đâu, nhưng mà ta thích ăn thanh cua nóng. Bọn mình đã có mì đây rồi, bây giờ bọn mình sẽ bê ra đằng kia để ngồi ăn. Chỗ nào sáng sáng một tí thì mình phải quay phim. Đấy mọi người ơi, bọn mình vừa mới nhìn thấy kiểu bốn ông cảnh sát mà vây quanh một người phụ nữ ấy. Mà trông người ba ông cảnh sát, một cô cảnh sát. Rồi mình cảm thấy rất là ghê ấy. Eo ơi, sao vừa mấy lần đầu đi qua đêm ở Hàn mà tôi gặp phải cái trường hợp gì không biết. Đi đêm có ngày gặp ma ở đây đó mọi người. Mà kiểu cái cô đấy hỏi bọn mình là nhá, có lẽ là tại vì trình độ tiếng Hàn của bọn mình chưa được tốt,
nên là cô ấy hỏi bọn mình cũng khá khá, cũng kiểu hỏi kiểu nói chung là bọn mình nghe từ được từ không ấy, nên là không hiểu rõ gì 100%. Nhưng mà xong lúc sau là hỏi là sông Hàn đây đúng không, có nghĩa là hỏi một cái sông Hàn khác, hỏi một cái Hangang Gongwon khác, nhưng mà bọn mình bảo đây là Jeollido Hangang Gongwon. Xong rồi cô mới hỏi là ở đây có Pyeongchang là có cửa hàng tiện lợi không, thì bọn mình cũng bảo có. Xong rồi nhá, đi sang, có nghĩa là cô ấy không biết về gì về cái chỗ này, tại vì lúc mà vừa sang đến đây á là mình với là hai đứa bọn mình là đi theo sang bên trái, sang đường xong là bọn mình theo sang bên trái, còn cô ấy thì cô ấy không biết, cô ấy đi bên phải. Ừ, nhưng mà cô ấy cũng kiểu lẽo đeo đeo theo ấy. Rồi xong cô đi theo mình, đi theo sau bọn mình, thế lúc đấy mình cũng hơi để ý. Xong rồi lúc sau mình lại nghe thấy cô ấy nói, hỏi y hệt cái câu mà vừa hỏi bọn mình lúc nãy, bọn mình không hiểu, với hai người đằng sau. Xong ngay sau khi mà bọn mình vừa mới bước chân đến vào cái cửa hàng tiện lợi thì bọn mình thấy hai cái xe cảnh sát phóng âm ầm vào. Ập vào luôn ý. Xong rồi bọn mình đang bước vào cửa hàng tiện lợi thì bọn mình nhìn thấy cái bọn mình ra hóng chứ không. Cũng đấy cũng đâu nghĩ gì đâu. Bọn mình hóng xong rồi mới nhìn thấy cái đúng cái cô đấy luôn. Thế là xong kiểu bọn mình hai đứa mặt tái mét, không dám lạnh gáy, lạnh sởn da gà các thứ. Đến bây giờ vẫn tò mò, vẫn không biết cái nội dung cô ấy hỏi. Bây giờ vẫn đang tra khảo nhau đấy, xe cảnh sát vẫn chưa đi đâu. Nhưng mà bọn mình nghĩ là bọn mình nên rời đi khỏi cái khu vực đấy, tại vì lúc nãy bọn mình cũng bị hỏi ấy, thì bọn mình cũng không muốn là có bất kỳ một cái liên quan gì với người ta, nên là bọn mình sẽ tránh ra cho tốt. Chứ giờ hóng ở đấy mà gặp vấn đề gì, thôi, đây không phải là đất nước của tôi. Eo ơi, chả hiểu sao content tự tìm tới đấy mọi người. Mình không mong liên quan đến cảnh sát ấy. Nãy mình nhìn thấy chú cảnh sát mình còn cười cười. Cái mình thấy mấy cô mấy chú siêu serious xong cái thế là thôi. Mình thấy không ổn rồi. Ôi, quay đẹp quá đi. Xấu điên lên, mờ. Góc bên này sáng hơn chứ. Ê thôi mọi người ơi, chắc là đây cũng sẽ là một trong những lần duy nhất mình stay out kiểu này luôn ấy. Sao cũng không có lần hai đâu. Hoặc là lần hai thì mình phải đi về nhóm đông chứ không bao giờ mình đi một mình đâu. Nguy hiểm quá. Hai con ma đói. Ôi! Bắn rồi ơi! Dày, cấp cứu. À. Không, chưa ra quần thôi mà. Không, có trên áo thôi. Trời ơi. Gây ra nha, cái này đỡ nha. Mọi người ơi, sợ cái gì nó đến thật. Ngon đấy. Ngon nha mày. Mì này cũng ngon nha. I love. Khá giống cái thanh cua khổng lồ mà tao hay ăn. Thanh cua khổng lồ hơi đắt. Ê, ngon nha mà ăn này. Ngon nha mọi người. Rất là xứng đáng. Switch. Vị nó cay vừa ấy, nó không mấy cay ấy. Nó vẫn cho mình cái cảm giác đang ăn cay ấy. Bây giờ là mấy giờ? 2:39 đêm nha. Không có bóng người. À không, ý là vẫn có bóng người nhưng không có bóng người nào ăn. Bóng ma đêm, bóng ma đói ấy. Nói thật là cũng lâu lắm mà mình mới ăn mì đó, tại vì ta ăn mì nó không có tốt. Đúng là mì Hàn rất ngon nhưng mà không tốt, ăn xong rất là dễ lên mụn. Nên là bình thường á, mình cũng ưu tiên ăn những cái gì mà đồ tươi ấy, được nấu trong ngày ấy, chứ không phải đồ bảo quản sẵn. Tại vì mình kể cho mọi người làm à, chắc mọi người xem video của mình chắc biết là cái tháng đầu tiên ấy, ngày nào mình cũng ăn cả cái lợi luôn á. Mình ăn đủ lượng chất bảo quản chắc phải cho vài năm tới. Milk kiss.
đúng ra mọi người, bình thường á, người ta hay ra đây người ta nấu này. Cái chỗ cái thuyền ấy thì ở trên này chỗ này sẽ nó có cái vibe hơn ấy. Đó. Mình đừng nấu trên thuyền. Mà mình đã đến được Norebang, phòng hát karaoke à? Gọi là phòng hát karaoke, chỗ hát karaoke đi. Đây. Nhưng mà đấy, nhìn cái chỗ này thì quen hơn với mình. Kiểu đây mình sẽ cho mọi người xem nhé. Ui. Ôm mày biết hát bài này không? Sao chọn rồi? Mày chọn á? Không, tao có chọn đâu, mày cầm mà sao tao chọn được? Tao có bấm cái gì đâu. Cầm mic lên. Chưa giới thiệu. Đấy mọi người, thì nhìn nó sẽ như thế này. Mọi người sẽ ngồi hát với cả một cái mọi người sẽ ngồi hát với... Ôi, thế này bản quyền chết. Không sao đâu, mấy lần tao đăng karaoke đây mình sẽ có một cái máy như này để bấm chọn bài hoặc chọn tên ca sĩ. Đấy, thì bấm lên nó sẽ như này, bấm lên nó sẽ chọn như này. Ôi mọi người đừng nhìn hình sao. Đấy, đây là chọn bằng ca sĩ này, đây là chế mốc là bài tên bài hát này, xong kiểu nhấn tên ấy, đó kiểu đấy thì nó sẽ hiện ra. Xong rồi thấy mình nhìn chung là mình khá thích cái này khá hay. Nhưng mà nãy là vừa fail mọi người ạ. Thì mình thấy hát cái này khá là chill. Cái này là chị Mây Chan dẫn mình, chị Mây Chan đã dẫn mình cái hình thức này nên là mình rất là thích. Nhưng mà nãy giờ mình hát lệch không mọi người ạ. Rồi xong thì mình hát ấy. Lại tốn thêm tiền. Tao không nhớ cái size giống như nào. Ê, cũng bé. Cái hình chữ nhật này thì cũng được ấy chứ.
cũng gọi là đủ nằm. Ừ. Mình muốn nằm một tí. Okay. Là nằm hóng mát ở giữa sông Hàn. Nằm được thôi. Đấy. Kiểu này đi. Ok. Nằm co hết người vào thì vừa nha. Gọi là có cái chỗ để đặt lưng không bị bật. Ừ. Đấy, để mình thử nhá. Ok. Ổn không? Được mà. Ok. Thoải mái. Rồi. Ha. Bạn Linh, mình đang nằm nằm thảm cỏ này, cây này. Đấy. Picnic giữa đêm. Nghe nhưng mà cứ nằm là ngủ nha, chắc chắn nha. 3:30 rồi. Mình còn đạp xe. Xe. Là hết hoạt động ở đây nhỉ? Đây này, để mình cho mọi người xem. Rất chill. Đằng kia là sông Hàn. Đó. Nói chung hôm nay xung quanh cái video này toàn sông Hàn thôi. Đi đâu cũng sông Hàn. Nhưng mà đấy là hoạt động vui vẻ nhất của Hàn Quốc rồi mọi người ạ. Đấy, ít nhất là ở Seoul. Ngủ. Ngủ, buồn ngủ mọi người ạ. Nằm ở đây chill quá. Sẽ nằm ở đây nghỉ một lúc, xong rồi lát nữa làm gì tiếp mình sẽ update cho mọi người. Ngủ đến 6 giờ sáng. Ôi vãi. Xong lại thấy toàn kiến bò lên người. Trời ơi mọi người, sáng rồi. Tỉnh dậy cảm thấy như công chúa ngủ trong rừng vậy. Chim hót. Chim hót, cây cối. Thích nhờ. Bây giờ là 5 giờ. Nhiều hoạt động dữ chưa? Hoạt động ngủ. Ở tính đi PC. Đi đạp xe, đi bắn pháo hoa. Tất cả thay bằng vừa rất ngủ. Mày nói chim ngủ mồm. Mình vừa có một giấc ngủ khoảng 1 tiếng. Chi tinh. Đây, cho mọi người xem cảnh ở sông Hàn nhé. Rất là quang đãng. Bây giờ có mỗi mình ngồi ở trên cái bãi cỏ thôi. Rất là cô đơn. Đấy, chỉ còn chúng tôi ngồi trên bãi cỏ. Xa xa kia thì mọi người ơi, bọn kia chúng họp team mọi người ơi. Mói. Mói. Này. Nó đây vịt à? À không. Hải Âu à? À không. Sao Hải Âu lại đây? Mói mói. Mói mói. Mong biển à? Đây có phải biển đâu mà mong. Seagull không phải. Không phải seagull. Con gì đấy mọi người? Comment giúp mình với. Đấy, nhìn cô đơn cho mọi người. Rồi, đi thuê xe đạp, đi tập thể dục sáng sớm. Theo thì có lần đầu tiên. Mọi người, mình vừa mới thuê được xe đạp rồi này. Siêu xinh. Trời. Chúng tôi đã sắm cho mình những con chiến mã. Đó. Thuê cái này rất là rẻ, chỉ 1.000 một giờ thôi. Thực ra là không rẻ ở Việt Nam.
Ừ, ở Việt Nam thì 7.000 thôi. Mấy cái xe ở Sài Gòn ấy. Bây giờ có ở Hà Nội đây. Tao thấy cửa cũng nóng như này rồi hả? Đấy, chúng tôi. Mình lái được một tay nha. Mình lái được một tay, cả tay trái tay phải thoải mái hết. Chỉ kéo cái mình không lái được cả hai tay đâu mọi người ạ. Lần đầu tiên mình lái xe đạp ở Hàn đấy. Lâu rồi tao chưa đạp rồi. Không. Sao người đi bộ đi vào đây. Wow. Ui ui. Mưa rồi. Mưa rồi mọi người ơi. Cùng tôi đi qua bao chiếc xe đạp. Lâu lắm mà mình được đạp xe đấy. Việt Nam mình cũng chả đạp đâu. Đạp trong phòng tập mọi người ạ. Như đạp xe đi học ấy. Ui, nhìn hai ông bà cu te cực. Hai đường. Ở trong cái công viên Yoedo và quanh đây toàn capital rồi mấy cái chi nhánh đầu tư của các ngân hàng bên Hàn ấy. Phú vua. Ô, máy bay à? C-47. Bất ngờ, nói chung là trong này đẹp mọi người ạ. Recommend mọi người nên đến đây đạp xe. Ôi, Bộ Quốc phòng hay sao mày ơi, National Assembly à? KBS luôn này. Ô. Chỗ này toàn các tên tuổi thật là lớn. Có một cái máy bay đằng kia nữa. Đây, có một cái máy bay bên này nữa này. Sao lại tự nhiên có cái máy bay ở đấy nhỉ? Ra xem. Đây, mình sẽ cho mọi người xem cái máy bay. Tự nhiên có cái máy bay ở giữa chỗ này ấy. Hay nó rất gần cục quốc phòng, Bộ Quốc phòng National Assembly. Ồ. Có mèo kìa. Ủa là sao? Tự nhiên có cái máy bay lòi ở giữa đây. C-47 비행기 전사관. Chào mọi người, hai con ma dại. Chào cả nhà của Kem. 7:38 sáng. Mình đang có mặt tại Gangnam. Cho mọi người bất ngờ lắm. Mình vừa mới có khoảng 30 phút ngủ trên tàu. Thật ra lát nữa mình sẽ phải đi khám một chút đấy. Thì ở trên Gangnam nổi tiếng là các bệnh viện rồi nên là mình sẽ lên đây khám. Thì bây giờ bọn mình sẽ tranh thủ làm nốt một vài hoạt động ở đây, gọi là hoàn thiện cái video thức kiến sáng. Thực sự bọn mình cũng đã thức kiến sáng rồi đấy. Đây là bữa sáng của bọn mình nha. Xong rồi. Thôi ăn đại đi, mình ăn. Đây là bữa thứ ba. Hôm nay bọn mình đã có một ngày rất là năng động ở ngoài đường ở Seoul. Và mình mong là mọi người đã thích video này. Bây giờ bọn mình phải đi về ngủ đây. Nhớ like video, subscribe channel. Muốn hỏi gì thì cứ comment nhé. Còn bây giờ thì bye bye.